được cuối trời. Chỗ này không gian ai đôi cũng được mà đợi. Không, chỗ này là của chị chơi. Em đi á, chị miếng ba mẹ xin lạ bây giờ. Thôi em đi. Ây da, đau quá. Có đau không? Đang đợi gì không được, chân của chị đau lắm. Em biết gì được cho đẩy không? Em đi kêu mẹ em chị, mẹ chết mình kia kìa. À vậy có chuyện gì không con? Chứ chị đừng kêu với con cô không để về té rồi kìa cô. Cô lại coi coi con cô đó. Con có sao không Kim? Chân con bị đau. Con bị thương nhẹ thôi, để mẹ em đi kè con về nghe. Thôi cô về nghe, cảm ơn con nghe. Xin lỗi em nghe, có hai chị mà chị chung. Tạm biệt em nghe. Có gì đâu ạ. Các bạn ơi, các bạn thấy hay thì hãy nhớ bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt các bạn. Để ơi, để ăn bánh không? Tất nhiên là ăn rồi. Nhà ơi, ăn điện đập quá đâu, không ăn bánh đâu điều nổi. Giờ hai đêm mừng hai dụng, ai hù thì kêu mẹ. Đi đâu đúng không? Đi mua bánh ăn đi mẹ. Con hứa con nhớ ba ăn mà. Con hứa là chỉ mua một lần này thôi đó nghe. Mua bánh cho con. Thôi bánh nhóc mua chi tùm lum. Mua bánh oxy. Mua hoài mua về đâu có ăn. Con có ăn. Im, tao quất nha, quất đi về chưa. Gặp là đôi mua nhà bánh nhóc. Em ăn hết rồi. Mày bước về cho, bước về. À, xin tiền mẹ mua bánh mà bây giờ lại mua hình dáng chơi ha. Chuyện này no với mẹ rồi. Chuẩn bị đi chị hai ơi, mẹ rất quấn nữa rồi. Oh no. Oh no. Con cá mập bị dính trên cây rồi. Giang ơi, con cá mập của chị nó bị leo cây nó rồi, em cứu con cá mập của chị đi. À, để em lấy con gà của mẹ em cứu con cá mập chị. Oh my god. Wow. Con có cái cây không à? Trời ơi. Hai giờ con gà của em cũng đấy, chẳng con cá mập tỷ rồi. Thôi mình lại mình kêu mẹ đi. Mẹ ơi, mẹ lấy con cá mập với con gà giùm con xuống với mẹ. Có cái cây vô mẹ không? À, mới mua cho chơi chút xíu mà còn có cái cây hà. Để mẹ lấy cho. Lần lỡ lần này thôi nghe, lần sau là mẹ không có giúp được con đó nghe. Mời đẹp, mời đẹp. Hey, 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 I don't care what bitches say.